Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến korea-shop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Video ngày hôm nay thì Bá Ngọc xin chia sẻ tác dụng của viên tinh dầu thông đỏ đối với căn bệnh tiểu đường và nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh tiểu đường cũng như làm thế nào để chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Như các bạn cũng biết thì căn bệnh tiểu đường là một căn bệnh hết sức phổ biến ngày hôm nay. Nó không gây ra những cái chết nhanh chóng giống như những căn bệnh cấp tính. Tuy nhiên thì nó âm thầm tiến triển và dần dần dẫn đến chúng ta không qua khỏi. Và nếu như chúng ta không kiểm soát được lượng đường huyết trong cơ thể thì rất là dễ gây ra những cái biến chứng như suy thận, suy gan, suy tim, khớp, thậm chí là mù mắt và hoại tử chi. Cũng đã có rất nhiều những ca mà phải cưa đi cái chân của mình do biến chứng căn bệnh tiểu đường. Và người ta ví căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chôn từng phần cơ thể trước khi chôn chính mình. Và theo như là thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới thì họ thống kê cứ 7 giây lại có một người tử vong do căn bệnh tiểu đường. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh tiểu đường và những căn bệnh khác? Có 3 nguyên nhân chính sau đây. Nguyên nhân thứ nhất, do cơ thể chúng ta nhiễm độc nặng nề. Ngày hôm nay thì xã hội ngày càng phát triển và để lại rất nhiều những cái mặt không tốt ở phía đằng sau nó. Nguồn rác thải ngày càng tràn lan, ô nhiễm nguồn không khí, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nặng nề. Và đặc biệt là nguồn thực phẩm bẩn ngày càng tràn lan và hàng ngày chúng ta phải nạp vào trong cơ thể. Cùng với đó nữa là do cái thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống, chúng ta ăn theo sở thích, ăn theo nhu cầu. Và ngay chính bản thân Bá Ngọc trước đây thôi, khi mà chưa hiểu về sức khỏe, Bá Ngọc nạp khá nhiều những cái lượng đường, những lượng tinh bột vào cơ thể. Mỗi bữa ăn đến 5 đến 6 bát cơm ạ. Vâng, 5 đến 6 bát cơm. Thì như vậy là cái cơ thể chúng ta đã bị nhiễm độc nặng, từ đó nó quá tải. Tuyến tụy cũng vậy, từ đó dẫn đến không sản sinh được insulin. Đó là nguyên nhân gây đến cái bệnh tiểu đường type 2 đấy ạ. Nguyên nhân thứ hai đó là cơ thể chúng ta thiếu về vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tại sao lại nói như vậy mà trong khi đó ngày hôm nay chúng ta lại ăn uống rất là đầy đủ, đúng không ạ? Bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta ăn đủ về số lượng nhưng mà lại rất là rỗng về vitamin, về khoáng chất trong thức ăn. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là căng thẳng thần kinh triền miên. Và ba nguyên nhân này hàng ngày nó giống như những mũi khoan, mũi dùi, nó tấn công vào trong cơ thể chúng ta, dẫn đến trong cơ thể chúng ta quá tải và các cái bộ phận bị suy yếu và từ đó gây nên bệnh tật. Vậy thì làm thế nào để chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh và sống tích cực? Cái điều đầu tiên là chúng ta ăn uống khoa học, kết hợp luyện tập thể dục thể thao và sử dụng viên tinh dầu thông đỏ để hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường. Tại sao bác Ngọc lại lựa chọn sản phẩm tinh dầu thông đỏ để hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường? Bởi vì trong một sản phẩm nó có 5 cái tác dụng chính sau đây. Tác dụng thứ nhất đó là đào thải độc tố và lưu thông máu huyết tốt hơn. Khi chúng ta thường xuyên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì điều đầu tiên sẽ giúp cơ thể chúng ta đào thải những kim loại nặng, những độc tố ra bên ngoài. Cùng với đó thì giúp làm tan những cái mảng bám, mảng xơ vữa ở thành mạch, làm cho máu lưu thông tốt hơn để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các tế bào. Tác dụng thứ hai đó là cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Theo những kết quả nghiên cứu của trường đại học Seoul Bundan Hàn Quốc, họ đã thử nghiệm khả năng của viên tinh dầu thông đỏ và kết quả cho thấy lượng đường sụt giảm đáng kể theo từng giờ. Ngoài ra còn hỗ trợ cải thiện đường huyết trong khi đói. Tác dụng thứ ba đó là bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất. Theo những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ công bố năm 1993, họ phát hiện ra trong lá và vỏ cây thông đỏ có rất nhiều những thành phần dinh dưỡng, những hoạt chất rất là tốt cho cơ thể. Và khi cơ thể chúng ta được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thì các bộ phận hoạt động tốt hơn và từ đó bệnh tật được đẩy lùi và khỏe mạnh. Tác dụng thứ tư đó là trẻ hóa, chống lại sự lão hóa và trung hòa các gốc tự do. Đối với những bệnh nhân mà đã bị biến chứng như là hoại tử chi thì tác dụng này rất là tốt. Nó giúp cho chúng ta mau lành những cái vết thương bởi vì nó giúp bảo vệ màng tế bào và chuyển hóa chất trong tế bào tốt hơn. Tác dụng thứ năm đó là nâng cao hệ miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể. Từ đó sẽ giúp cơ thể chúng ta chống chọi lại với những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài cũng như là bên trong cơ thể. Vâng, vừa xong thì bác Ngọc đã chia sẻ 3 nguyên nhân chính gây nên căn bệnh tiểu đường và 5 cái tác dụng hết sức tuyệt vời của tinh dầu thông đỏ đối với căn bệnh tiểu đường. Và nếu bạn hay những người thân trong gia đình đang mắc phải căn bệnh tiểu đường thì viên tinh dầu thông đỏ là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Bởi vì với kinh nghiệm của Bác Ngọc đã giúp cho rất nhiều người lấy lại sức khỏe của mình và rất là khỏe mạnh, thì Bác Ngọc cam kết nếu bạn áp dụng đúng ăn uống khoa học, kết hợp thể dục thể thao và sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì chắc chắn rằng cái căn bệnh tiểu đường của bạn hay những người thân trong gia đình sẽ cải thiện theo từng ngày đấy ạ. Và có thể giúp bạn mua được dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ chính hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như đúng với giá thành của nó, thì bạn có thể mua tại trang korea-shop24h.com.
và để có thể giúp bạn mua được dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ chính hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như đúng với giá thành của nó, thì bạn có thể mua tại trang siêu thị trực tuyến Coreshop24h.com. Chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín, luôn làm việc với những đối tác hàng đầu của đất nước Hàn Quốc để mang những dòng sản phẩm tốt nhất đến với tay người tiêu dùng Việt Nam. Và nếu trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100%. Ngoài ra, trong 7 ngày nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi có chính sách đổi trả hàng mà bạn không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Và đặc biệt hơn nữa là bạn có thể kiểm tra thật kỹ hàng hóa trước khi trả tiền. Và trên hết, trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm thì chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng để làm sao đạt kết quả tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tinh dầu thông đỏ cũng như cách mua sản phẩm như thế nào thì bạn kéo xuống phần phía dưới mô tả của video này, kích vào đường link coreshop24h.com hoặc bạn có thể gọi đến số hotline 0979149256 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Kính chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.